Chương 118 Phối hợp lơ lửng. Bắt đầu phá bản, quân Mạc Tiếu đứng mũi chịu sao là chủ lực dụ quái. Lúc đầu vẫn là đấu pháp dụ bốn quái. Chẳng qua sau khi quân Mạc Tiếu di chuyển kinh động tới bốn quái sau thì Hoàng Yên Nhu đập lập tức bắt kịp được. Nhanh chóng tới vị trí Diệp Tù chỉ cho cô là khoa trưởng thêm long nhà đâm xuyên lên trời. Bốn con quái đồng thời bị đánh bay. Quân Mạc Tiếu sử dụng thuật phân thân như trước, không hướng vị trí của Hàn Yên Nhu nữa mà là bay thẳng tới bốn con quái văng lên. Phong Sư Mộc, Bánh Bao Xâm Lấn và Ly Hận Kiến sớm đã tới vị trí vào lúc quân Mạc Tiếu kinh động tới bốn quái. Thuận thế tiếp được xong quái, lại là hai ba phát lấp quái vào khe đá nọ. Thây ma là nhét sâu nhất, ba quái xương khô nhét phía trước, kiếm màu đạn pháo cục gạch điên cuồng quan tâm tới chúng. Chờ đợi được giây lát, tiểu quái phía trước đã nả gục ngã. Quái xương khô số 2 lên đứng đầu. Những kỹ năng có phạm vi công kích đương nhiên sử dụng được ở quái xương khô chỉ có một. Khi số 2 xuất hiện thì thành máu cũng còn đầy, chẳng đáng bao nhiêu. Chịu vài đòn tấn công xong yếu ớt ngã xuống, còn thứ 3 lên thì càng yếu ớt hơn. 5 người hợp lực một kích biến nó thành đống xương khô vỡ nát. Ba đống xương vụn xếp chồng một chỗ, thây ma số 4 hé mở chiếc miệng thối giữa và hàm răng nát muốn tiến lên cắn xé. Năm người đã trốn mất từ lâu. Đấu pháp mới do Diệp Tù sáng tạo là dựa theo cơ sở chuyển động của quái vốn có, tăng thêm nhiều phương án gây mắc quái kẹt. Dưới cái tình huống bình thường, gây mắc quái kẹt đều là vì theo đuổi sự ổn định, theo đuổi một đấu pháp mang tính an toàn, không hề vượt trội về mặt hiệu suất. Nhưng Diệp Tù lại gây kẹt quái tại phá bản Mai Cốt Chi Địa, trực tiếp cho quái kẹt luôn ở đó không cần giết, đương nhiên tiết kiệm được chút thời gian. Nhưng với một số đội theo đuổi kỷ lục phá bản không thể từ thử nghiệm nhiều lần gây kẹt quái. Phải là thành công chỉ trong một lần thời gian ngắn và nhanh nhất. Như bốn con quái lượt đầu, Diệp Tù dùng một mình quân Mạc Tiếu là có thể mắc kẹt thành công, nhưng lại không nhanh bằng sự phối hợp cửa cả năm vừa rồi, tốc độ sát thương càng không bằng. Sự phối hợp hoàn toàn tỉ mỉ, có lẽ là không quá cần thiết để thành công nhưng lại là có sự hiệu suất. Có điều nhất định phải dựa vào một số mới có thể phối hợp thành công. Cũng chỉ cần một chỗ đó. Chỗ này cũng là điểm khó duy nhất của cả đấu pháp, chỗ mà trong quá trình luyện tập cả năm không xuất hiện sai sót. Tới này chưa hành thành công hoàn mỹ lần nào cả. Lưu Hạo so sánh đấu pháp mới và cũ, số quái mà đấu pháp mới tránh được là 21 con, nhiều hơn 9 con so với đấu pháp cũ 12 con. Nhưng chỉ là tiểu quái mà thôi, thực tế với đấu pháp Diệp Tù nghiên cứu ra chỉ có thể tránh khỏi một con quái lớn, bút tay mà bài ly. Thế mà Bailey cử động chậm chạp, lớn vô cùng. Người chơi bị nó ngẫu nhiên có tỷ lệ đánh bay và lây ra virus thây ma cực cao. Mà bệnh thây ma này lây truyền giữa những người chơi với nhau. Nghe qua thì thật đáng sợ nhưng thật ra con bút này không khó đánh. Bệnh thây ma truyền nhiễm không hề nhanh, thương tổn không cao. Nếu trong đội có một mục sư hệ thánh ngôn, có trang bị khá khá có thể biết rõ được bệnh độc đang ở trên thân ai mà chống đỡ. Cao thủ hàng đầu thậm chí chẳng cần dẫn theo mục sư. Như là Diệp Tu tự tin không bị một cái con bút chậm chạp như thế đánh trúng. Tuy thêm mà Bailey rất dễ đối phó nhưng mà máu khá cao, tốn không ít thời gian cho nó. Đội cả kỷ lục cũng chỉ có thể liều mạng tấn công giảm bớt thời gian với loại quái vật này. Nhưng mà Diệp Tu nghiên cứu ra biện pháp khiến thêm mà Bailey mắc kẹt luôn. Có điều phương pháp này rất khó. Tới tận giờ dù là đội ngũ từng thành công qua lại là không đạt được kỷ lục thành công trong một lần. Nhưng một khi thành công tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong tình trạng tấn công một đội ngũ bình thường ít nhất cần 2 phút mới giết được con thây ma Bailey này. Nhưng mà nếu như hoàn toàn được thao tác tư tưởng của Diệp Tù chỉ trong một lần, thời gian không vượt quá 20 giây. Phương pháp siêu khó này thuật ngay khá đơn giản, rằng có một cái động trên vách đá cách đây không xa lắm, đưa thây ma Bailey vào động này rồi nó không thể nào bò ra được. Chỗ khó chính là làm được cái khe trên vách đá kia cách mặt đất một khoảng cách. Cả 5 người dùng kỹ năng trên không tung thây ma Bailey không ngừng, cuối cùng mới thể miễn cưỡng đưa nó vào. Lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm, 5 người tung hết, tung chết thây ma Bailey vẫn là không thành công, bởi vì nó quả thực đòi hỏi sự phối hợp rất cao. Thời gian từng người nhảy lên hả và ra tay đều là lối tiếp hoàn hảo. Chỉ một người làm ra lối nhỏ là sẽ dẫn đến việc cho vào khe thất bại. Mà những điều này chỉ có thể dựa vào cá nhân, Diệp Tù cũng không nhắc kịp. Làm được việc này trong một lần mới là kỷ lục cực mạnh chân chính.
Có điều mọi người quả thực không đặt niềm tin lắm vào việc này. Nhưng dù là mất lần thứ hai, lần thứ ba mới thành công, họ vẫn có thể giành được rất nhiều thời gian, là chuyện mà một đội bình thường không thể nào vượt qua. Lưu Hạo thích chỗ này, có lý hiện kiếm của gã ở đây tuyệt đối không để cho đội ngũ Diệp Tu thành công. Chỉ với một lần duy nhất, bất luận ai cũng có thể sai sót. Mà chỗ khó siêu như vậy, đội một đội chuyên nghiệp như gã muốn hoàn thành chỉ trong một lần không xem là thách thức. Mắt thấy thầy ma Bailey sắp tới gần, Lưu Hạo trong lòng thầm tính toán. Thầy ma Bailey gần tới, mọi người cố lên. Diệp Tu vẫn nói chuyện. Cố lên, Bánh Bao xâm lấn hét lớn. Tranh thủ thành công trong hai lần, Diệp Tu nói. Thành công trong một lần đương nhiên lại là hà khắc hơn. Diệp Tu cười khổ, sao hắn lại không hy vọng thành công trong một lần chứ? Chỉ tiếc điểm ấy quả thực là làm khó người khác. Mọi người chú ý, tiểu quái trước mặt thầy ba Bailey đã bị diệt sạch, Diệp Tu nói. Mọi người lập tức đứng vào vị trí của mình. Bởi vì thầy ma Bailey cử động chậm chạp cho nên nó lết được đến cạnh vách đá cũng là chậm trễ biết bao thời gian. Vì vậy người chơi cần làm thay cho nó lăn nhanh một chút. Bắt đầu, quân mạc tiếu của Diệp Tu tới dụ quái đâm xuyên lên đánh ra là khoa trưởng. Thầy ma Bailey bay sang Hàn Yên Nhu đâm trách xa. Từ lúc thầy ma Bailey đang rơi xuống tiếp một cái thiên kích, lại là một lạc hoa trưởng. Bánh Bao xâm lấn Ly Hận Kiếm thì triển bạn lĩnh bước lên tiếp xúc. Thầy ma Bailey từ nãy tới giờ chưa từng đáp xuống đất đã bị đưa tới. Cả quá trình trái lại vô cùng đơn giản. Đám lành nghề trong thao tác như bọn họ không hề xảy ra bất luận sai lầm gì. Đáng thương cho thầy ma Bailey chỉ là bước số 2, không giống trại ân băng xương của rừng rậm băng xương có bánh qué giải quyết chiêu trò bị lơ lửng liên tục. Người cuối cùng tiếp là Tô Mộc Tranh bay lên đá thầy ma Bailey, súng máy hạng nặng bắn liên tiếp, kỹ năng sử dụng chính là BBQ. Thầy ma Bailey bị bắn ra máu vàng tung tóe giữa trời. Nếu ở đây có thể áp dụng được áp súng thế thì càng có khả năng giải quyết chỉ trong một lần. Chỉ tiếc là qua nhiều lần Diệp Tu dùng trục yên hà thử nghiệm, vì nguyên nhân hoàn cảnh chỗ này không thể dùng được áp súc đưa thầy ma Bailey bắn thẳng vào khe trời được, góc độ bắn không đủ. Thật đáng tiếc, bởi vậy chỉ có thể sử dụng phương pháp phối hợp lơ lửng liên tục giữa năm người như vậy. Kỹ năng BBQ kết thúc, thầy ma Bailey rớt giữa không trung. Bánh Bao xâm lấn nhanh chóng đuổi tới đấm một câu quyền, thầy ma Bailey thứ hai bị tung lên. Diệp Tu tiếc nuối khẽ thở dài, thất bại. Bánh Bao xâm lấn thất bại rồi, đánh bại trong một lần cũng là thất bại, bởi vì đội ngũ từng dùng những vũ khí rác rưởi luyện tập ở đây nhiều lần. Bánh Bao xâm lấn ra tay xong thì tự mình đánh giá cũng là ái ra một tiếng, cậu ta cũng nhận ra không ngừng tiếp tục không thể thành công một lần, lần thứ hai cũng mau chóng bắt kịp. Ly Hận Kiếm ra tay tiến em chém ngược một cái, thêm mà Bailey bị chém trúng thì quay cuồng trên không rồi là đàn hồi ngược lại, hoàn mỹ phát huy. Có Bánh Bao xâm lấn sai sót rồi, Lưu Hạo cũng không quý gây chuyện nữa, bởi vì gã biết rõ đây không còn là kỷ lục hoàn mỹ. Phòng xuyên mộc của Tô Mộc Tranh nhảy lên, đưa ống pháo trong tay dùng kỹ năng trên không bật kích của bậc thầy pháo súng. Thầy ma Bailey lại đã bị tung lên cao. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lúc này cũng là đuổi tới từ vị trí tiếp ứng, nhảy lên không ra một chiêu thiên kích. Mũi màu vượt hay kề vào thầy ma Bailey, lần này không để cho thầy ma Bailey tiếp tục bay, ngừng nó lại trên không. Bánh Bao xâm lấn mới phạm lỗi đã nhảy lên tiếp đòn công kích của Hàn Yên Nhu bằng một cái câu quyền. Thầy ma Bailey bay lên lần nữa, đạt được độ cao mà một cú nhảy thông thường không thể chạm tới. Một bóng người hiện lên vị trí cao hơn cả chỗ cao nhất Bánh Bao xâm lấn, là quân Mạc Tiếu, nhảy lên dẫm đạp vách đá, nhảy lên tiếp. Thao tác như thế khiến cho nhân vật nhảy lên một cái độ cao hơn hẳn một bậc. Trước đây cả bốn chưa từng lỡ tay, thành hay bại phụ thuộc vào một mình Diệp Tu. Chiến mâu của quân Mạc Tiếu vững vàng văng ra, thầy ma Bailey đã bị đâm trúng, vẽ một đường cong tuyệt mỹ, vừa hay đập tới thầy ma Bailey vào cái động trên không. Thành công, Bánh Bao xâm lấn kích động, tiếp tục đừng sơ suất. Giọng nói Diệp Tu vẫn là thế, đáp xuống từ trên không trung, đoàn người tiếp tục 1/3 phó bản sau đấy. Bây giờ lòng Lưu Hạo chợt hối hận. Trình độ này tuy không phải hoàn mỹ nhưng cách hoàn mỹ không xa lắm, chỉ là tăng khoảng thời gian sai lầm của Bánh Bao xâm lấn kia. Tăng bao nhiêu? 3 hay 4 giây. Đội ngũ của gã có thể thành công trong một lần sao? Lúc trước Lưu Hạo vẫn là chắc chắn chuyện này. Dù sao bọn họ là đội chuyên nghiệp chân chính, có điều khi phát hiện ra chênh lệch có thể chỉ là khoảng 3-4 giây, gã bất chợt lo lắng trong lòng. Không, không hoàn mỹ nào chỉ có thể cách 3-4 giây chứ. Toàn bộ phó bản mình đều giữ sức, nếu dồn hết sức phát huy ít nhất có thể chiếm được tận 15 giây, lại thêm sự phát huy hoàn mỹ và lưu loát hơn của đội ngũ chuyên nghiệp, kỷ lục chắc là lần được 30 giây. À quên mất, còn có vũ khí cam nữa. Đội ngũ bây giờ của mình sắp có hai món vũ khí cam có thể sử dụng, khả năng công kích hơn hẳn đội ngũ mà chỉ mình quân Mặc Tiếu có vũ khí bạc. Lưu Hạo tỉ mỉ tính toán tất cả ưu thế giữa địch và ta, rốt cuộc yên lòng
bỏ kế hoạch cố tình gây sai lầm trong 1 phần 3 thời gian còn lại để phá hoại kỷ lục. Bốt cuối của Michael Chi Địa rốt cuộc ngã xuống, 1 phần 3 phó bản tiếp tục phát huy khá hoàn mỹ. Thông báo của hệ thống cũng hiện: chúc mừng người chơi của Lam Kê Các, Quân Mạc Tiếu, Phòng Sư Liên Mộc, Bánh Bao Xâm Lấn, Hà Niên Nhu, Lì Hận Kiếm phá vỡ kỷ lục của phó bản Michael Chi Địa. Thành tích là 17 phút 22 giây 17. Chương 119 đã quên chính sự. Thế giới ngỡ ngàng, còn các đại công hội lại là khiếp sợ. 17 phút 22 giây 17. Tới mấy tay ra đời trong vinh quang lẩm bẩm nhắc lại thành tích này cũng là sắp điên tới nơi. Lại là ghi chép của cả 10 khu, sau khi 10 khu mới mở. Mấy kỷ lục sừng sững bao làm tựa như giấy vụn. Cũng may khu mới nhiều người chơi không hiểu nhiều, nếu là khu cũ khó tránh khỏi lời ra tiếng vào đây là đại thần nào xuống nhân gian. Có điều dù là khu 10, sớm hay muộn cũng gây tranh luận, hiện tại mới bắt đầu, người khu khác không để ý mấy. Hơn nữa đây là phó bản cấp thấp, người quan tâm gãy. Nhưng mà nội dung tranh luận không sai, đại thần quả thực là hạ thế. Quá trâu bò, tôi không tin cái kỷ lục này còn có người khác phá được, làm Hà gửi tin tới. À, thế thì không hẳn, Diệp Tu trả lời. Má, kỷ lục vậy mà còn phá được, tụi ăn bàn phím luôn, Lam Hà nói. Nói chắc qua đó, Diệp Tu nói. Tôi không phải là người không biết chuyện, kỷ lục dữ dội như vậy, ông đánh thế nào đó, có quay hình lại không? Lam Hà hỏi. Không có, Diệp Tu nói. Chà chà, mạnh, mạnh quá ấy, Lam Hà cứ mãi khen ngợi. Thật ra cậu không quan tâm đánh thế nào, có kỷ lục là được, chỉ là mài cốt truy địa thôi. Ngay cả Lam Hà cũng là khinh thường việc tốn sức để ý. Khoan lùi khỏi công hội, ông nên suy nghĩ tới việc đề nghị của tụi hôm qua. Lam Hà vội vàng gửi tới vài câu. Lần trước Quân Mạc Tiếng đánh xong, phó bản liền lui làm cậu chẳng kịp nói gì. Ừ, Diệp Tu đáp. Ông đang ở chỗ nào, đưa đồ cho tụi, Lam Hà nói. Báo tọa độ xong, Lam Hà chạy tới, kiếm quang hất huyết vốn là cầm trong tay trực tiếp gỡ xuống, giao dịch thêm 8 cái đốt xương cho Quân Mạc Tiếu. Mọi người cực khổ rồi, Lam Hà thể hiện sự thân thiện vã nổi các đồng chí trong đội của Quân Mạc Tiếu. Còn tiếp tục không, Đường Như hỏi Diệp Tu. Vì sai lầm vừa rồi của Bánh Bao Xâm Lấn, kỷ lục kém trong mắt Đường Nhu khiến cô phải để ý. Luyện cấp đi, Diệp Tu nói. Kỷ lục chưa tới cực hạn mà, Đường Nhu nói. Không kém mấy đâu, Diệp Tu dường như không đồng ý. Lưu Hạo bên cạnh cười trộm. Cô làng này còn muốn đạt cực hạn ư? Có anh mày ở đây thì cứ mơ. Cái gì là cực hạn, tụi bầy màu chóng được thấy. Sau 3 lần đánh phó bản, mọi người đánh quá như đang luyện cấp, đương nhiên không sử dụng đấu pháp. Thế với bot số 2 thầy mà bầy ly nữa. Bốt là kinh nghiệm, là trang bị. Sao đội luyện cấp có thể gây mắc kẹt không thèm đánh? Đánh xong bà phó bản, Ly Hận Kiến tạm biệt trước. Lưu Hạo sớm đã lười giết thời gian ở đây. Gã chợt có kích động muốn bại lộ thân phận, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, hơn nữa là làm bộ đánh cho xong ba cái phó bản. Chịu đựng nào. Lưu Hạo cảm thấy mình nên nhẫn nhịn. Sau khi thoát ra, gã nhanh chóng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tìm Trần Dạ Huy lấy tài khoản lập tức tụ tập hàng ngũ. Vương Trạch, Phương Phong Nhiên là người thay thế bổ sung câu lạc bộ. Tôi còn trẻ, Trương Gia Hùng cùng Thân Kiến lại là tay đánh chính của câu lạc bộ, bình thường thân thiết với Lưu Hạo. Lưu Hạo đã nói qua với bốn người từ lâu, hơn nữa mấy ngày đi theo luyện tập cùng Diệp Thu này, gã tìm bốn người bọn họ thử qua, tự cảm thấy không quá khó, thế nên mới tự tin như vậy. Lúc này gã mới dùng tài khoản thích hợp của Trần Dạ Huy, vì gã sợ trong quá trình luyện tập lại vô ý phá mất kỷ lục. Dù sao bọn chúng cũng mang đẳng cấp chuyên nghiệp, năng lực tiếp thu hơn Đường Như và Bánh Bao Xâm Lấn rất nhiều. Lưu Hạo nói một lần, ai lấy đều biết làm gì. Không giống Đường Như và Bánh Bao Xâm Lấn, cần Diệp Tu không ngừng chỉ dẫn kế bên. Sau đấy thì mọi người cũng là làm quen cực nhanh. Hôm nay lấy tài khoản rồi, Lưu Hạo cảm thấy chỉ cần 4 là giải quyết được xong. Hiện tại đánh phải không? 4 người đều là tới phòng huấn luyện, rõ ràng mục đích. Ừ, buổi thi đấu còn buổi tối đó, Thần Kiến nói. Thi đấu gì? Lưu Hạo hỏi. Bốn người kinh hãi, ngay cả lịch thi đấu mà người làm đội phó như Lưu Hạo cũng không nhớ. Đêm nay là đấu với Lam Vũ à? Thần Kiến nhắc nhở. Thế à? Lưu Hạo nhìn lịch thi đấu, quả nhiên là ngày hôm nay. Bản thân mình mấy ngày này đều là chơi game khu mới, thậm chí quên mất chuyện quan trọng, gần đây cũng không thèm luyện tập, tính thử suốt ngày đánh với thằng Bánh Bao Xâm Lấn ở đấu trường kia. Móa, nghĩ tới kia liền Hạo cảm thấy xui kinh. À, vậy đi chờ tối đấu xong thì hãy phá. Lưu Hạo do dự một chút, quyết định đặt chuyện quan trọng lên trước. Lúc này lãng phí sức lực vào kỷ lục phó bản Michael Chi Địa quả thực không ổn. Tuy rằng Lưu Hạo tự tin nhưng mà cũng biết phá được kỷ lục bây giờ là chuyện không dễ, cần tập trung cao độ.
Ừ, vậy buổi tối đi. Mọi người nhìn Lưu Hạo quyết định, sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người phải ra trận đầu tiên như tay đánh chủ lực Trương Gia Hưng và Thân Kiến thì miễn bàn. Ngay cả hai người cũng không cần ra trận như Vương Trạch và Phương Phong Nhiên, dám chạy đi chơi game vào ngày thi đấu cũng xem như là không tốt. Câu lạc bộ mà biết chắc chắn sẽ bị phê bình. Buổi tối đi bản đồ nào? Lúc năm người định rời đi, Lưu Hạo đột nhiên hỏi. Trương Gia Hùng suýt nữa ngã quỵ, rốt cuộc vội vã chống bàn. Đội phó thế nhưng là đến chuyện tối nay dùng bản đồ nào còn không biết, đây rốt cuộc là ngáo ngờ cỡ nào. Tối nay là vòng thứ 21 của thi đấu vòng tròn vinh quang. Chiến đội ra thế sân nhà nghênh đón chiến đội Lam Vũ, tiệm nét Hưng Hân vẫn là chiếu bóng thi đấu như cũ, khách khứa đông nghịt. Chiến đội 301 đội trước đấy không thể so với Lam Vũ được. Điểm của Lam Vũ hiện nay đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tiến vào trận đấu quý sau không lo lắng, là một trong những đội có thể đoạt được quán quân. So sánh với Gia Thế đứng thứ 2 từ dưới lên căn bản là một trời một vực. Gia Thế dự định xóa cú phương dậy lần nữa. Ngay cả lượt 2 gặp thi đấu đối thủ mạnh như vậy, đây được xem như là một thách thức rất lớn. Trần Quả người vị trí quen thuộc của mình, Diệp Tu vẫn dựa vào cửa hàng hút thuốc như thường ngày. Ngay cả Đường Như cũng là dấn thân vào sự nghiệp vinh quang, cố ý chạy nhìn xem đấu trường chuyên nghiệp tượng trưng cho trình độ cao nhất của vinh quang. Trận đấu gồm thi đấu cá nhân, tổ đội lôi đài, thi đấu đoàn đội như cũ. Vòng này Gia Thế nắm quyền sân nhà, dựa theo lợi thế bản đồ mà giáng đòn phủ đầu. 3 trận cá nhân thắng 2 trận, tiệm nét Hưng Hân sôi nổi hắn lên. Tiếp theo đó là tổ đội lôi đài, Lam Vũ không quá kiêng dè tôn tường vận, nhất Diệp Chi Thu như 301. Tuyển thủ át chủ bài của Lam Vũ là Hoàng Thiếu Thiên, kỹ thuật không thua kém gì tôn tường, bàn về kinh nghiệm còn muốn hơn cả tôn tường. Mà tài khoản kiếm thánh Dạ Vũ Thanh Phiền quán đủ sánh vai cùng với đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Vòng lôi đài này hai bên đều sắp xếp cho tuyển thủ át chủ bài ra trận cuối cùng để áp trận. Gia Thế dựa vào ưu thế bản đồ mà mở đầu rất tuyệt, đang vào thế dẫn đầu. Nhưng đến khi Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ lên sàn thì tình thế chợt nghịch bị chuyển. Sau khi kiếm bổ chết tuyển thủ số 2 của Gia Thế, mang theo 4 phần 5 thanh máu nghênh chiến tôn tường và nhất Diệp Chi Thu, rốt cuộc vẫn là giành được thắng lợi. Tổ đội lôi đài của Lam Vũ lấy được 2 điểm. Tiệm nét Hưng Hân đầy tiếng bi ai. Hai bên đều là phát huy rất tốt trong trận thi đấu lôi đài, nhưng mà cuối cùng vẫn là kỹ thuật của Hoàng Thiếu Thiên cao hơn một bậc, nắm chặt cơ hội trong tay. Trong lúc phát sóng những cảnh đặc sắc của hai đội tổ đội lô đài, MC và khách mời đưa ra lời bình. Cuối cùng là trận chiến đoàn đội, Gia Thế vừa vào trận chiếm chủ động, tình hình rất tốt. Người xem tiệm nét lại vui mừng. Ai, lại xảy ra một sai lầm quá nghiêm trọng. MC bỗng kêu. Ừ, tinh thần Lưu Hạo hôm nay rất kém. Khách mời cũng giải thích. Anh ấy thua ở trận đấu cá nhân đầu tiên, MC bảo. Nhưng sai lầm vừa lãi lại càng không nên có. Lưu Hạo hôm nay không có tinh thần gì cả, khách mời lắc đầu. Lời còn chưa dứt thì lại phạm lỗi nữa. Thao tác này, MC rõ ràng không biết nói gì, tìm không được tình từ để thích hợp hình dung. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thao tác này hơi nghiệp sư rồi, khách mời lịch sự phê bình một chút. Tình thế bị nghịch chuyển rồi, sơ hở như vậy sao mà Hoàng Thiếu Thiên bỏ qua. Một chiêu ảo ảnh vô hình kiếm quá đẹp. Chiêu ảo ảnh vô hình tuyệt vời này sử dụng rất đúng lúc. Khách mời kêu. Tình thế bây giờ của tôn tường không tồi, có điều là kém ngoan độc hơn so với Hoàng Thiếu Thiên, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chờ đợi sự trưởng thành của cậu ta. Trận đấu này hơi đáng tiếc cho Gia Thế rồi. Ở hiện tại xem ra trừ về phía Lam Vũ xuất hiện sai sót to như là Lưu Hạo, khách mời nói. MC lại chẳng biết nói gì, hiển nhiên là không có tin tưởng khả năng này. Được rồi, kết thúc trận đấu, bên thắng Lam Vũ. Cuối cùng MC tuyên bố chấm dứt. Đáng tiếc thật. Khách mời vẫn vì Gia Thế mà thở dài. Cả tiệm nét Hưng Hân im lặng. Lát sau rốt cuộc vang lên tiếng chửi bới. Tại tiệm nét Hưng Hân giờ khắc này, đồng chí Lưu Hạo chính là đệ nhất vinh quang, chẳng ai địch nổi. Có được cách đối xử không tầm thường, nhận được lời hỏi hàn ân cần của vinh quang fan. Từ già trẻ lớn bé, phạm lỗi thế này đủ đa số fan cuồng mất lý trí. Đã có người ra khỏi cửa nhặt gạch để chuẩn bị đi kháng nghị câu lạc bộ Gia Thế làm ở phía đối diện. Móa cái tên ngốc này, cách cả Trần Quả nhị không được mà khinh bỉ. Lúc này đây ai cũng chán ghét Lưu Hạo, cả fan trung thành nhất của gã cũng cảm thấy xấu hổ để đi giải thích. Sai lầm này thực quá nghiêm trọng. Diệp Tù vẫn là hít hà khói thuốc ở cửa, không nói tiếng nào,
nhìn quần chúng hùng hổ ra khỏi cửa không ít. Người thực sự chạy tới cửa câu lạc bộ Gia Thế gào thét kháng nghị. Tại câu lạc bộ Gia Thế, sau khi trận đấu kết thúc, tuyển thủ đều là yên lặng đứng ở phòng nghỉ không ai nói chuyện. Nét mặt tôn tường tái nhợt, dữ tợn chừng vào Lưu Hạo vài lần đóng sầm cửa đi mất. Những người khác cũng nằm mắt to, trừng mắt nhỏ, lén lén quan sát về mặt Lưu Hạo. Mặt Lưu Hạo trắng bệch, cả đương nhiên biết rõ sai lầm của bản thân rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn biết vì sao bản thân mình phạm lỗi lặng như thế. Mấy ngày nay gã thực sự không hề tập trung lực chú ý vào đấy, tiêu hao quá nhiều tinh thần vào nhân vật cuồng kiếm sĩ cấp 20. Thế nên trận đấu liền kề khiến cho gã chưa kịp điều chỉnh tốt trạng thái, dẫn đến chuyện mang theo trạng thái khi đi đánh với bánh bao xâm lấn tại đấu trường và khi đánh ở phó bản mài cốt chi địa. Lại đánh ở trận đấu chuyên nghiệp, có thể đánh tốt mới là lạ. Lưu đội, phó bản kia còn đánh không? Thần Kiến chuẩn bị rời đi, đi ngang qua Lưu Hạo mới nhẹ giọng hỏi thử. Đánh, giọng điệu Lưu Hạo vừa ngoan độc vừa kiên quyết. Nếu không đánh tiếp thì lỗi bực dọc trong lòng không thể nào nguôi ngoai. Chương 120. Mình do ai dạy dỗ? Khách tiệm nét Hương Hân phần lớn đã rời đi. Lần này không thể so với lần trước. Tuy rằng cuối cùng chỉ lấy được 3 điểm, nhưng mà thi đấu tổ đội lồi đài 1 chọi 3 lại khiến cho mọi người thật hưng phấn, ôm nhiều hy vọng. Lần này chưa mắt nhìn khả năng chiến thắng trong tầm tay lại bị hủy vì sai lầm không đáng có. Chẳng có ai có tâm tình chơi game nữa, ao ao rời đi. Tiệm nét lập tức trở lên im ắng rất nhiều. Trần Quả tối tăm mặt mày mà chỉ huy nhân viên công tác thu dọn quét tước. Đường Nhu không có cảm xúc gì, ai tuổi ai thắng cũng chả sao, nhưng mà thấy Trần Quả không vui, liên tục dạy dỗ, dỗ dành cô nàng. Hai người châu đầu thì thầm to nhỏ. Chờ thu thập xong mọi thứ trong tiệm, tâm tình Trần Quả cũng trở nên tốt một chút. Sau khi bày tỏ sự quan tâm với tổ hai người có ý định thâu đêm thì lại quay về phòng ngủ. Bao giờ có thể đi phá kỷ lục nữa? Đường Nhu hỏi Diệp Tu. Loại chuyện phá kỷ lục này khiến cho cô cảm thấy hứng thú. Cô thích mấy cái thứ khiêu chiến như vậy. Đêm nay đi, Diệp Tu nói. Đêm nay, phá bản gì? Được Nhu nghi hoặc. Mai cốt chi địa, Diệp Tu nói. Phá bản mai cốt chi địa kia, không phải anh bảo là nó không kém cực hạn lắm sao? Được Nhu không hiểu. Hôm qua không kém lắm, hôm nay ai biết được? Diệp Tu cười nói. Lúc này đã hơn 11 giờ, nhân viên thu dọn quét tước xong đi về. Khách không online cả đêm cũng giải tán hơn nữa. Trong tiệm ngoại trừ tiếng bản phí và chuột ra thì đầy những cái tiếng giao lưu của người chơi vinh quang. Có cười có mắng bất thình lình kêu sợ hãi chợt truyền tới từ góc nào đấy. Bà mẹ nó, kỷ lục phó bản lại bị phá, khu 10 toàn thứ gì vậy? Được Nhu nghe xong giật mình nhìn Diệp Tu. Tính thế này gây chấn động không ít người. Vài người lại tại khu 10 đều là bàn tán chuyện này. Có người nói với bạn trong game, có người lại là nói với tiệm nét. Đường Nhu chạy một vòng điều tra xong trở về nói với Diệp Tu là kỷ lục Mai Cốt Tri Địa là Gia Vương Triều kia. Ồ, tăng bao nhiêu? 16 phút 56 giây 78. Đường Nhu khá nhạy cảm với kỷ lục, xem qua liền là nhớ kỹ. Ồ, không tệ, Diệp Tu nói. Làm sao đây? Đường Nhu hỏi. Buổi tối lại đi, Diệp Tu nói. Có điều hơn 20 giây lận, chúng ta phải làm thế nào? Đường Nhu biết kỷ lục này của bọn họ có sai sót của bánh bao sâu nấn. Chỉ cần không có lỗi đó, kỷ lục nhiều lắm sớm được 3-4 giây. Lúc này phải nhanh hơn chừng 20 giây. Đường Nhu thực sự không biết phải là tăng từ chỗ nào. Yên tâm, Diệp Tu lại là sống như chắc chắn. Đường Nhu chuẩn bị hỏi lại, chợt thấy ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng người, hai tay đút vào chiếc mũ áo, đầu trốn trong mũ, cả người tựa như là hận không thể là co nhỏ thêm một cục. Hết nhìn đông lại nhìn tây vụng trộm về tiệm nét, dáng vẻ cực giống nhân viên gây án đang trốn. Đứng như vội nói, nhắc nhở Diệp Tu chú ý người này. Kết quả ánh mắt cô nàng ngó sang người kia liền thấy đã là xoay đầu bỏ chạy. Tên nào đấy? Lá gan được nhu ngược lại rất to, đuổi theo tận cửa nhìn. Chỉ thấy tên kia đã chạy xa mà quay đầu lại nhìn. Vừa thấy được Nhu là tới vội vàng xoay đầu bỏ chạy. Khụ, chuyện gì xảy ra? Diệp Tu hỏi. Tên kia trông quái đản quá. Đứng như nói, chạy rồi hả? Ừ, vậy thì đừng để ý nữa, em nên chơi đi, gọi cả bánh bao luôn. Vâng, Đứng Nhu lên tiếng trả lời. Tới chỗ của cô hay ngồi chơi suốt đêm? Diệp Tu tiếp tục ngồi trước quầy, chưa tiến vào trò chơi dường như chờ đợi điều gì. Sau một hồi lâu, phân tử khá nghi mặc áo chùi mũ quanh quẩn bên cửa mãi khí
Mãi khi thấy được Diệp Tu đang ngồi ở quầy gật đầu với mình xong mới thở phào đi đến, nhưng cực kỳ cảnh giác như trước, chôn đầu thật sâu trong quần áo lấm la lấm lét đi tới quầy. Có mình chú hả? Diệp Tu hỏi. Lẽ nào tụi kéo cả đội tới? Người tới bảo lén là lén lút cứ như ăn trộm. Diệp Tu nói. Có thể không cẩn thận sao? Đây chính là tiệm nét đó, nguy hiểm vô cùng. Tụi không giống anh, phàn tụi nhiều lắm đó. Anh xem, nãy xém chút nữa có người nhận ra, cũng may là tụi trốn nhanh. Người tới nói. Thôi đi bố, cô bé kia là người trong tiệm nét anh. Thấy chú giống trộm mới là chú ý chú thôi. Chú cứ biểu hiện như bình thường thì người ta vốn chẳng biết chú. Diệp Tu nói. Thiệt hay xả? Người tới hoài nghi. Anh kêu cô ấy lại đây nhé. Được rồi, nhỏ giọng một chút coi. Người tới nói. Máy một khu à, khu đó không có người. Chú tới ngó, ngồi đi. Diệp Tu nói. Còn anh? Người tới hỏi. Anh ở chỗ này trực ca đêm. Diệp Tu nói. Cần gì phải tự mình làm khổ như thế? Với trình độ ông anh giải nghệ rồi cũng không hẳn là lưu lạc đến đâu nhỉ. Hơn nữa, sao anh đột nhiên giải nghệ? Người tới nghi hoặc. Trước giúp anh đoạt kỷ lục rồi nói sau. Diệp Tu nói. Tiền sư, giá trị của tụi cũng là phải hơn 100.000 một trận đấy. Lại đi giúp anh phá kỷ lục của Mai Cốt Tri Địa. Không được nói ra ngoài, nói ra tụi giết anh. Người tới hùng hổ trách móc. Mấy một khu à ở bên kia. Diệp Tu chỉ. Làm chút đồ ăn coi, tôi còn chưa ăn khuya. Người tôi nói. Đến đây, cầm bào cải bẹ gặm đỡ đi. Diệp Tu ném tới một bào cải bẹ. Móa. Người nọ đột nhiên hất bào cải về. Xúc xích, Diệp Tu hỏi. Thôi khỏi luôn đi. Người nọ không hy vọng được gì, xoay người tới khu A tìm máy. Ba đêm khu náo nhiệt nhất thường là khu hút thuốc. Đa số khách không hút thuốc đều đã sắp xếp vào khu C. Khu A thường không mở buổi tối, lúc lành ngay cả đèn cũng tắt. Sau khi người lọ chạy tới, tôi đến trạm thấy lỗi số máy. Nay hung hổ trách móc Diệp Tu một trận. Diệp Tu lấy đèn pin rồi tìm máy cho hắn. Người nọ sau khi ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, thực sự không có ai, cảm thấy an tâm. Người nọ vươn cổ ra không núp núp như trước. Máy vi tính mở chiếu sáng khuôn mặt người nọ. Nếu có bất kỳ Phan Vinh Quang nào mà nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn nhận ra ngay hắn chính là kiếm khách đứng đầu Vinh Quang Hoàng Thiếu Thiên. Quét thẻ đăng nhập vào game, rõ ràng là khu 10, là một tài khoản cấp 27. Sau khi thêm bạn tốt với quân mạc tiếu, tiếp tục không ngừng trách móc. Giúp anh đánh kỷ lục thì thôi đi, ngay cả tài khoản cũng không có, còn bắt tụi tự làm. Kiếm một tài khoản không phải chuyện rất nhẹ với chú à? Diệp Tu nhắn. Kiếm khách cấp 27, dùng xong liền vô dụng, không lưu lại chứng cớ, mất mặt quá, quá mất mặt. Hoàng Thiếu Thiên gửi tin nhắn. Chú chơi một mình trước đi, bên tụi anh hết số lần rồi, 12 giờ gọi chú ngay. Diệp Tu nói. Chơi cái khỉ gì? Hoàng Thiếu Thiên trả lời. Kết quả là Diệp Tu không để ý tới hắn. Hoàng Thiếu Thiên lấy tiểu kiếm khách cấp 27 của mình đi dạo đông dạo tới một hồi chẳng biết làm gì, nhìn thử bảng kỷ lục khu mới. Thế nhưng cũng bị kinh ngạc hồi lâu. Rừng rậm bằng xương cũng thôi, các Mai Cốt Chi Địa kia quá dữ rồi. Thành tích này đội chủ lực của Lam Vũ như bọn họ chưa chắc làm được. Vội vã gửi tin sang cho quân Mặc Tiếu. Món nó làm sao được kỷ lục này? Sao lại cao như vậy? Đấu pháp mới. Diệp Tu trả lời. Đấu pháp mới? Đấu pháp mới gì? Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Đấu pháp mới của phó bản Mai Cốt Chi Địa. Cái thứ này mà còn có pháp mới à? Đứa nào lại dựng mỡ tới mức nghiên cứu đấu pháp của phó bản này? Ha ha, không phải anh đó chứ. Anh hoàn toàn hỏng rồi, chạy tới khu mới đoạt kỷ lục còn nghiên cứu đấu pháp mới. Ông anh ăn no dựng mỡ quá chứ gì. Chú nói nhiều quá rồi đó. Ai. Tôi ở chỗ này có an toàn không đó? Liệu có ai đến không ạ? Hiện giờ không có người nhận ra đã tới đây. Chỉ sợ nếu có người phát hiện ra thì đánh bản Mai Cốt Chi Địa sau này truyền ra tụi là tung hoành thế nào. Hoàng Thiếu Thiên gửi tin nhắn rất nhanh. Các thủ chuyên nghiệp tốc độ tay vượt xa tốc độ miệng, dùng tin tức tán gẫu còn nhanh hơn là nói trực tiếp. Kết quả là Diệp Tu lại là không hề để ý. Diệp Tu cũng đang bận, vừa mới online làm hà đã gửi tin sang bày tỏ sự khó hiểu của mình đối với kỷ lục mới. Cậu ta thực sự không thể tưởng tượng được một cái kỷ lục siêu nhân vậy mà còn có thể vượt tới 20 giây, có thể đoạt lại. Quân Mặc Tiếu trả lời càng khiến cho Nam Hà trở nên tan vỡ. Sao thế được? Cái này mà còn tăng được? Ở nơi các lưu hạo khó khăn đợi được Quân Mặc Tiếu online, lúc này cầm liên kiếm tiếp tục giả vờ âm thầm nãy hưng phấn trong lòng gửi tin cho Quân Mặc Tiếu. Đại thần, kỷ lục bị phá rồi, anh thấy chưa? Thấy rồi, kỷ lục chúng ta không phải rất cao sao? Sao còn có thể bị phá? Em không biết sao? Em không biết, bởi vì em không dùng hết sức. Lưu Hạo ngẩn ra trong mắt gã như bị điện giật, tê dại từ đầu ngón tay tới đợt ra đầu. Em đã dùng hết sức. Lưu Hạo thực miễn cưỡng đánh ra dòng này. Hà, dùng cuồng kiếm sĩ che giấu chút thực lực thì anh không nhận ra sao? Lưu Hạo, chú em quên mất mình là do ai dạy dỗ rồi ư? Mẹ kiếp, nát bàn phím mới tay không được bao lâu lại là bị gãy nát.
mà chỗ gãy lại là trần chống bàn phím, đồng thời răng của Lưu Hạo cũng xém nữa lát luôn. Gã hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật, hao tốn tầm sức giả vờ giả vịt, điên cuồng luyện cái ác nhỏ rắc rưởi từ 24 lên tới 27, khiến cho tinh thần hoảng hốt mà thua ở trận đấu chính thức. Vốn mong khoảng khắc tự mình bại lộ thân phận, chờ Diệp Thù ngạc nhiên phẫn nộ, chờ mong dẫm đạp người này dưới trần vĩnh viễn không thể chờ mình. Nhưng kết quả thì hắn đã biết từ trước, biết lúc nào, làm sao biết. Lưu Hạo rất muốn biết nhưng mà không thể hỏi được. Tin quân Mặc Tiếu gửi tới chỉ có bấy nhiêu, không có đoạn sau. Nhưng thế thì sao? Hắn sẽ tăng được kỷ lục với bạn thế nào? Hắn còn đấu pháp nào có thể nhanh hơn thời gian đánh phó bản lên ư? Lưu Hạo lại cảm thấy không thể. Gã cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, với một phó bản nhỏ, gã có đủ công lực để nghiên cứu, chẳng qua gã không làm mà thôi. Đấu pháp mới này theo gã đã là cực hạn. Gã không phát hiện được chỗ nào có thể cải biến được chiến thuật, có thể đẩy nhanh thì ngoại trừ kỹ thuật chính là trang bị. Trang bị dưới điều kiện khu mới không phải là một ngày hai ngày có thể nâng cao được. Về phần kỹ thuật, đội ngũ chuyên nghiệp của Lưu Hạo đã phát huy tới cực hạn. Tựa như là thay Ma Bailey cũng như là nhanh chóng chỉ trong một lần, giả sử Diệp Thu có thể phát huy được, cũng chỉ là cục diện không hơn không kém. Hắn ấy tự tin gì mà chắc chắn vượt qua kỷ lục này chứ.